Ngày 9 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Quang Đính, 53 tuổi, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khi điều khiển xe ô tô rước dâu gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Cụ thể, vào sáng ngày 2 tháng 1 năm 2021, xe ô tô trong đoàn rước dâu biển kiểm soát 43A-39518 do tài xế Đính điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ cầu vượt ngã vào Huế về trung tâm thành phố. Khi đến trước số nhà 127 thuộc địa bàn phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 43KA-5958 do bà Nguyễn Thị Khánh Kiều, 64 tuổi, điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến bà Kiều tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định do tài xế Đính chuyển làn không chú ý quan sát, tông vào đuôi xe máy, làm bà Kiều ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua gây tử vong. Cơ quan công an khuyến cáo người dân trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông nên cẩn trọng, đi đúng phần đường, làn đường, tốc độ cho phép, chú ý quan sát, tránh gây nên những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.